Xin chào các bạn, tôi đang cầm lái một chiếc xe. Và ở cái tầm quan sát này thì chắc chắn là các bạn cũng đã nghĩ đến một chiếc xe SUV rồi, bởi vì nó rất là cao. Đó chính là Toyota Fortuner. Và đây là phiên bản máy dầu số tự động một cầu, cái phiên bản mà bán chạy nhất của Toyota ở thị trường Việt Nam tính cho đến thời điểm hiện tại. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ dầu 2.4 lít diesel và đi kèm với một cái hộp số tự động 6 cấp rất là tiện lợi, dẫn động một cầu sau, có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu di chuyển của các bạn. Trừ trường hợp chúng ta di chuyển trên một cái cung đường quá khó thì có lẽ chúng ta sẽ cân đối việc sử dụng xe hai cầu. Còn hiện tại thì gần như mẫu xe này có thể đáp ứng hết. Và ở vị trí tôi đang ngồi này thì các bạn cũng có thể quan sát thấy tổng thể hết tất cả khoang cabin cũng như là cái góc quan sát của người lái, nó rất là cao và thoáng. Tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn một chút về cái nội thất của chiếc Fortuner này. Tôi sẽ đi chậm chậm một chút nhé, các bạn dễ hình dung này. Đầu tiên là ở vị trí này, vị trí người lái đi, tôi sẽ có một chiếc vô lăng ba chấu bọc da mạ bạc ốp gỗ luôn, rất là đẹp. Và trên chiếc vô lăng này thì có vô số các nút bấm, đó, kín luôn, bên phải bên trái đầy đủ hết. Lẫy chuyển số trên vô lăng cũng đã được trang bị dành cho những khách hàng mà thích cái sự trải nghiệm. Màn hình thì rất dễ quan sát, đó. Hiển thị thông tin ở chính giữa và xung quanh chúng ta sẽ có hai cái đồng hồ báo vòng tua như là tốc độ hiện thời. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có những cái công tắc, ví dụ như là điều chỉnh gương tính điện này, rồi tắt bật tắt cảm biến hay để cốc, rất là thông minh nhé. Cái này thiết kế rất thông minh luôn. Các bạn biết tại sao lại thiết kế đây không ạ? Chúng ta sẽ có nước lạnh để uống vào mùa hè, chai nước ở đây, hoặc là nước ấm thì chúng ta uống vào mùa đông trong trường hợp các bạn chuyển điều hòa chế độ sưởi. Bên này chúng ta sẽ có sẵn một cái màn hình DVD 7 inch, có đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Đấy. Và đây là màn hình cảm ứng luôn, do Toyota đích thân đặt hàng và sản xuất lắp đặt trên xe. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có điều chỉnh điều hòa. Đến đây chắc là các có bác không thích rồi này, em cũng không thích luôn. Xoay. Hy vọng là bản tới thì cái này sẽ nâng cấp hơn chút. Phía dưới này có một hàng lỗ trời cho các bạn có muốn lắp đặt và đầu tư thêm cái gì. Cổng sạc dưới này thì khá là sang chảnh này, ốp gỗ hết. Và tổng thể của cái chiếc Fortuner này, phía dưới này chúng ta có thêm cái cần số này, chuyển các chế độ lái này, tắt chống trượt cân bằng. Đó, cái cơ bản nhất. Hơi tiếc một chút này, chìa khóa vẫn là chìa khóa chỉnh cơ này, chìa khóa dạng cơ. Nếu đây là chìa khóa thông minh start top thì tôi chắc là suýt hoàn hảo. Ở đây nó có một cái tiện nữa các bác, một cái ngăn lạnh, chúng ta có thể để nước lạnh trong này. Ở dưới này thì vẫn là cái hộc để đồ đạc và tư trang cá nhân. Toàn bộ xa bọc ghế là đều sử dụng da màu nâu hết. Đó. Đây là không gian hàng ghế thứ hai và thứ ba, rất là thoáng. Cửa gió điều hòa, hai dàn lạnh dành cho tất cả các vị trí, tất cả các vị trí ngồi luôn. Fortuner thì vẫn được đánh giá rất cao và cái khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, tầm quan sát rộng, đa địa hình và cũng rất là rộng rãi. Chiếc Fortuner này thì bây giờ nó đã trở nên an toàn rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ có tới 7 túi khí quanh xe cơ. Người lái sẽ có hai túi khí ở vị trí này và vị trí phía dưới đầu gối. Hành khách phía trước này, đầu túi hai túi khí rèm, hai túi khí bên hông. Đó, cùng với đó là các tính năng khác như là chống trượt này, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi là phân phối lực phanh điện tử ABD, được trang bị đầy đủ hết. Hiện tại thì cái mẫu xe Toyota Fortuner này đang được bán ra với giá là 1.096.000.000, đó là giá niêm yết, chưa bao gồm cái chi phí lăn bánh. Chi tiết về giá lăn bánh các bạn vui lòng xem phía dưới mô tả. Và để được tư vấn kỹ hơn về mẫu xe này thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số hotline mà em đính kèm trên video. Đó, hỗ trợ cho các bác cả miền Nam và miền Bắc luôn. Rất hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở một ngày không xa và em sẽ được giao chiếc Fortuner này về tận nhà cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.